con xe gì nhỉ? Đấy, con cấy à? Đấy, bánh lên thùng đấy. Xe này sẽ cấy hả chú? Xe này sẽ cấy à? Bây giờ thì mới sâu zoom đánh xe máy cấy xuống các bạn nhé. Xe này cũng là xe cấy hả chú? Hả? Xe này xe cấy hay là cấy xe... Hết, máy cấy hết. Máy cấy hết. Giờ máy cấy thì nhàn. Mà đầu tư máy cấy thì nó lại phục vụ cho mình. Khoảng bao nhiêu người cấy? 50 người cũng cấy thì. Cái con này bây giờ ước chừng khoảng bao nhiêu chú? Con này
365. Nó ngang con xe tải. Cũng cả một tài sản. Con này một vụ được 200 mẫu. Vâng. Mỗi mẫu nó từ cái này chỉnh độ cấy sâu nông là khoảng cách là nó chỉnh hết chú nhỉ? Ờ, chỉ khoảng cách hàng tay hàng sông không chỉ ấy được. À. Hàng sông nó có được nhiều. Này là mấy con chú nhỉ? 3 con hay 4 con? 4 con. 4 con. Là 4 con. Đang giao cho khách 4 con máy cấy các bạn này. Đây là máy cấy các bạn nhé. Đây 3 cái đăng buộc này.